Yo, chào mọi người em là lâm nguyễn chào mừng mọi người đã quay trở lại với authority Soccer training ở buổi hôm nay thì em sẽ chia sẻ với mọi người về cách thức để kiểm tra chất lượng của cái content à, sao cho nó hiệu quả thì em sẽ nhấn mạnh trước đấy là với những ai mà kèm tiếng anh thì phần này nó sẽ hơi khó một chút nhưng mà em khuyên là mọi người nên cố gắng làm vì trong quá trình mọi người làm thì cái kỹ năng đọc của mọi người nó sẽ tốt hơn rất là nhiều à, ngữ, ngữ, pháp cũng sẽ tốt hơn vì nếu mọi người không biết thì mọi người phải học đúng không phải ví dụ đọc thấy từ nào không nhiều thì mọi người phải tra và trong lúc tra thì mọi người bản thân mọi người đã tăng thêm một cái vốn từ rồi những cái mọi người không biết về ngữ pháp thì cũng sẽ học được khá là nhiều thì em khuyên là mọi người nên cố tự làm ok à, thì cái quy trình kiểm tra chất lượng content ấy thì nó có 3 bước bước thứ nhất đấy là mọi người sẽ đọc toàn bộ bài viết à, so sánh với guideline xem có sai cái chỗ nào không Uh, OK thì buổi trước em đã share cho mọi người mấy cái guideline để viết bài rồi đúng không? Đây thì mọi người sẽ vào buổi trước bài tập về nhà nó đã đọc kỹ mấy cái guideline này, thì mọi người phải đọc kỹ từng cái, sau đó đối chiếu với cả cái bài viết mà writer gửi cho mọi người và đọc đối chiếu xem nếu mà sai thì bảo writer sửa ngay, uh, mày làm sai guideline của tao, uh, sai chỗ nào, sai cụ thể là chỗ này này ở đấy thì mày sửa tao, thay thổ làm sai cái yêu cầu sửa cho tao đấy và sau khi mọi người đổi chiều xong nếu mà đúng hết rồi ấy, thì sang bước 2 đây là mọi người đọc toàn bộ bài viết xem xem cái bài viết đấy nó có giải đáp được cái vấn đề của người dùng khi họ sớt cái từ khóa mà người ta ghi không à, ví dụ họ sớt vào một cái từ khóa dạng how to chẳng hạn tức là cái nhu cầu của họ là biết được cách làm cái món này chẳng hạn ví dụ mọi người làm thị trường nấu ăn hoặc là cách sử dụng một cái gì đấy thì mọi người xem xem cái bài viết đấy bản thân cái bài viết đấy nó có đáp ứng được không nó có giải đáp được cái nhu cầu của khách hàng không nếu mà có good à, bước 3, đấy là mọi người sẽ kiểm tra bài viết qua Grammarly xem có sai chính tả hay ngữ pháp nào không đó thì đây là mọi người vào trang Grammarly.com hoặc là grammar.ly thì nó cũng redirect sang Grammarly.com thôi ok ở đây thì của em là em có tài khoản premium rồi nếu em không biết, ok em sẽ vào bằng chữ ẩn danh ok thì đây là cái giao diện của cái tool này đây là cái tool kiểm tra ngữ pháp và lỗi chính tả rất là tốt đúng không ạ thì mọi người sẽ đăng ký một cái tài khoản ở um, Grammarly premium login đây. không nhớ là nó đăng ký ở đâu ok em sẽ search Ok, uh, có hai phiên bản, một phiên bản là một phiên bản free, hai là phiên bản premium. Phiên bản free thì nó sẽ chữa được 150 lỗi ngữ pháp và chính tả cơ bản. Ok. Uh, phiên bản <laughs> premium thì nó có nhiều cái hơn. Uh, ví dụ như là một thêm 100 lỗi nâng cao này. Uh, vocabulary tức là nó xác ghi những cái từ để thay thế rồi uh, uh, nó phân biệt được cái gọi là style viết bài Ok, kiểm tra được cái cụ thể từng cái thể loại ví dụ là thể loại kinh dị này, hay thể loại gì đấy thì cái này phù hợp với bọn viết văn rồi check được uh, gọi là copy hay không cái này chúng ta sử dụng công cụ khác uh, sử dụng grammarly cũng được nhưng mà cá nhân em sử dụng công cụ khác lên em sẽ nói thì đây này nó sẽ có ví dụ ví dụ như if we will leave now uh, đó thì nó sai ngữ pháp ok thì nó sẽ gạch đi và nó thay thế bằng từ leave uh, đó nó sẽ đây có rất là nhiều các cái uh, ví dụ về grammar này đó về style này đó thì ở đây thì giá cho một tháng ở đây khá là đắt giá theo năm thì rẻ hơn đây mười một sáu mọi người dùng tài khoản free cũng được thì nó cũng check được tương đối ok như vậy để em xem sơ thử grammarly free register vì ở đây nó không có nút đăng ký free đây sai up OK, em sẽ cho cái link này xuống phía dưới nhé. Đó, thì mọi người đăng ký với tài khoản ở đây thì nó sẽ giúp mọi người check, thì mọi người có thể check qua. OK, thì với những ai có điều kiện thì em khuyên nên dùng Grammarly bản Premium, còn công thì free cũng tạm được. À, mọi người có thể nhờ người có trình độ tiếng Anh sử dụng để phát hiện, à, phải phát hiện xem cái ngữ pháp nó tốt hơn. nghe mọi người sẽ nhờ người có trình độ tiếng Anh ném bài viết vào Grammarly và check xem là nó có sai chính tả, ngữ pháp không. Vì nếu mọi người không dành một tí gì ấy, thì mọi người nhìn mọi người không biết là đúng hay sai vì có những cái grammarly nó phát hiện nhưng mà nó nó gọi là chủ ý của writer nó viết như thế chứ không phải là họ sai thì cái đấy là mọi người nên nhờ người có trình độ tiếng Anh thì nó sẽ tốt hơn ok hoặc mọi người có thể bảo luôn thằng writer ấy là dùng grammarly để check cho tao đấy mày dùng grammarly mày check trước khi mày nộp bài cho tao là tốt nhất rồi sau đấy mọi người sẽ check lại một lần nữa để xem xem có đúng hay không và nếu mà thấy nghi ngờ thì mọi người có thể nói thẳng với thằng writer là tao thấy chỗ này nó sai có, nó có đúng không ví dụ như thế thì nếu mà mọi người làm việc tốt với writer thì writer nó sẽ hợp tác thôi không có gì không có gì khó cả đó và em sẽ thêm một bước bốn nữa nếu mà với những ai không có tài khoản premium của grammarly thì chúng ta sẽ sử dụng copy skate để kiểm tra trùng lặp nội dung ok vì google rất ghét nội dung copy và với một thằng writer mà nó copy nội dung ấy thì nó chúng ta thật đấy là nhạc cứt thì mọi người có thể sử dụng công cụ là CopyScape. Thì uh, CopyScape thì em khuyên mọi người nên đăng ký cái premium của nó. Uh, một lần check ở đây là như mọi người thấy em còn 573 lần check. À uh, một lần check em nhớ là 0,02 đô tức là khoảng 4.000. À đâu? À không phải 05 đô. À 05 đô là khoảng uh, bao nhiêu rồi? 0 một là 2 như vậy là khoảng 1.000. 000 đồng một lần check. Ok thì mọi người có thể mua chung À, vì mua tối thiểu là 100 đó cái okay. nếu mà dùng thẻ tín dụng thì là 100 còn nếu mua bằng PayPal thì tối thiểu là 200 credit tương đương với khoảng 10 đô Ok thì mọi người có thể mua chung mặc dù em nghĩ nó cũng rẻ thôi 200 credit à, 200 credit này mọi người sẽ được sử dụng trong vòng 12 tháng à, sau 12 tháng nó sẽ biến mất thì em sử dụng cái này nó khá là nhiều à, mọi người có thể coi ở phần view payment Mọi có thể thấy là xài rất là nhiều luôn một nghìn một nghìn này dùng bất tử nhiều một tháng em dùng khoảng hết khoảng hai nghìn cái edit nạp khoảng hai lần đó <laughs> ok thì đó là copy scape thì em nghĩ nói chung em nghĩ khá rẻ thôi thì khi mọi người check ấy mọi người sẽ uh... ok premium search <laughs> copy cái nội dung vào đây em sẽ ví dụ một bài ví dụ như là uhm, xem nào authority hacker chẳng hạn ok hiểu đi ok vào một số bài gần đây mà vừa một bài nhé em sẽ copy và em ném vào đây. Nằm vướng đi kia nên em sẽ lấy đoạn này vậy ok em sẽ ném vào đây và ấn premium search Ok thì nó sẽ ra là có một kết quả tìm được là bị trùng Đó thì nó ở chính bài mà em copy luôn hiphop.com mọi người có thể ấn vào compare text để coi Còn nếu mà không có kết quả nào trùng là tốt nhất là bài đấy tuyệt hảo Còn như ở đây là mọi người thấy này nó bị trùng 1.254 từ trùng 100% luôn Đó Bọn này cập nhật khá là nhanh thế là em khá là ưng và kết quả khá là tốt Đó à, Vậy thôi đó là quy trình mọi người kiểm tra content thì bất cứ bài viết nào mọi người cũng cần phải làm một cái quy trình này thì mọi người mới ra được một cái bài viết chất lượng còn nếu mà bài viết mọi người cứ writer ném cho mọi người như nào mọi người ném hết lên xa như thế thì rất là dở ok vì nó không qua quy trình kiểm tra chất lượng thì content thường nó sẽ bị nhiều lỗi ok và nếu mọi người đen thì gặp là những thằng nó spam nữa nó copy ok vậy thôi bài tập về nhà kiểm tra chất lượng kiểm tra chất lượng content với tất cả các bài test và những bài sau này. OK, à, những bài test mọi người phải kiểm tra rất là gắt gao để mọi người chọn xem được thằng tốt nhất là như nào, đúng không? Vậy thôi, cảm ơn lớp mình rất nhiều, chào lớp mình.